Ủa, trời ơi, đang coi mà. Ê, nè chị, trời ơi, thiệt á, sao mà cắt ngang khó chịu. Ngay cái khúc mà hay hay là hay cắt ngang lắm. Hồi nhỏ coi phim cũng vậy, bây giờ coi phim cũng vậy. Annyeonghaseyo, xin chào các bạn đang đến với chương trình Hỏi Tám Có Gương. Vậy là hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Trời ơi, nhớ các bạn lắm luôn á. Biết sao không gặp các bạn để tâm sự, để nói chuyện, để nói liên thuyên. Rồi còn cùng xem phim với nhau nữa, rồi bình luận về những cái nhân vật trong phim. Trời ơi, bao nhiêu là cảm xúc luôn nè. Các bạn nhớ phim gì không? Đó chính là Drama Tương Tác You and I. Và như thường lệ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ khách mời. Đây là một cô nàng coi như là quá là hot luôn. Một cô nàng vlog có sở hữu hơn 3 triệu fan ở trên Facebook. Bên cạnh đó còn có một cái nickname, đó chính là Nam Thần Áo Sơ Mi Trắng. Ghê chưa? Biết ai rồi đúng không nào? Vâng, đó chính là An Nguy. Xin chào tất cả các bạn, mình là An Nguy. Và về cơ bản thì từ nãy giờ là Khánh Ơn Y đã giới thiệu đầy đủ về mình rồi. À bây giờ hết giới thiệu hả? Hết rồi em. Rồi hết thì bây giờ ăn bánh uống nước chị hiểu không? Ăn bánh rồi xong rồi mình mới tâm sự, mới trò chuyện về phim được. Tám phải có gương tiên. Tức lắm chị. Chị nghĩ sao giờ tự nhiên Xuân Tê đang gặp trắc trở, đang gặp sự cố mà tự nhiên bỏ nhau đi vậy? Bạn bè gì kỳ vậy? Phủ quá à. Em thấy khó chịu lắm. Chị đi chị thấy cũng bình thường. Tại vì thực ra bạn thân ý. Dạ. Bạn thân của mình ấy thì nó sẽ là những đứa như thế. Có thương nhưng mà nó hay phủ, nó thích gì mình thôi. Trời ơi chết rồi. Nhưng mà những lúc thật sự cần ý thì bọn nó sẽ quay lại. Giống như kiểu Xuân Tê lúc đấy là bỏ đi thôi, xong quay lại mà. Giờ không biết là ở ngoài đời có bao giờ mà chị An Nguy gặp những cái tình huống trớ trêu vậy không? Kiểu như là mấy bạn, một nhóm bạn của chị phủ chị á. Không em, chị nằm cho cái top đi phủ người ta ấy. Nhưng mà chị có sợ là dù mà chị phủ người ta nhiều quá rồi sau này cái chị gặp chuyện người ta không giúp chị luôn không? Chị phủ nó cũng đùa thôi. Nhưng mà đến lúc nào mà cần cần thì chị vẫn xuất hiện mà đúng không? Ờ đúng rồi. Em sẽ học hỏi cho chị. Chứ là cái cảnh mà cái bạn Mary đó, bạn bị thách tới chị. Trời ơi, tự nhiên con gái gì đâu, người ta mới thích uống rượu đi, uống rượu đi, cái uống liền. Thực ra hồi còn bé chị cũng thế mà. Ủa, hồi con bé chị cũng vậy hả? Ừ. Mà chị có làm không? Làm chứ. À, chị vẫn làm. Thật nãy chị nói là hồi bé, người ta thích chị làm. Bây giờ, bây giờ lớn thì chị không làm nữa rồi. Không làm nữa luôn? Không, lớn thì cái nào đúng thì mình làm thôi. Còn một chi tiết nữa, rất là bực mình. Tại sao cái bạn đi hi đó bạn cứ phải yêu cái anh Son Tê làm cái gì, yêu thầm rồi không chịu nói ra, trong khi anh chàng kia thì chẳng biết gì hết á, vô tâm. Thì tại vì bạn đi có nói đó đâu mà bạn gì biết được, đúng thì không? Người ta đã, con gái người ta bật đèn lên thì con trai phải hiểu chứ chị. Con trai nó hay bị nó không kiểu tinh tế với con gái đâu. Ừ, không nhạy cảm mà. Ừ. Chị có bao giờ yêu Đông Phương ai chưa? Có chứ. Chị yêu Đông Phương nhiều mà hồi còn bé. Vậy hồi bé gì mà chị yêu Đông Phương rồi? Có bao giờ mà chị thể hiện tình cảm với người ta mà người ta không hiểu không? Chị không thể hiện tình cảm mà khi mà chị thích ai đấy ấy thì chị nói luôn, Nói thẳng luôn. Ừ. Kiểu như em nãy á, yêu không? Yêu. Ờ. Ừ. Nhưng mà những cái lời yêu Đông Phương thì chị nói thẳng là có thành công không? Ờ, một số thì thành công và một số thì không thành công. Có bao giờ chị hụt hẫng và chị buồn không? Nếu mà nói là không buồn thì bà là nói dối, nhưng mà có tí buồn. Trời ơi chết rồi, tội nghiệp cái bạn đi hi này quá ha. Hy vọng là trong tương lai bạn sẽ chịu nói ra, chứ không nói ra rồi hụt hẫng rồi buồn. Em coi em khóc đó. Em mà thuộc dòng có phim em phải khóc lắm. Đúng rồi, thà cái kiểu nói ra thì để người ta biết đúng không? Đúng người ta rồi. Biết người ta không thích thì thôi. Thực ra em có một chút quan điểm khác nữa. Mình nói ra mất công con gái mà nói ra bị mất giá. Đúng không? Giá đem về xào thịt bò em ạ. Trời sao nói với An Huy là giá làm sao thịt bò chứ không đủ để cho riêng mình. Thôi cũng đúng. Sau khi mà nói chuyện vậy sao em mới ngộ ra được là yêu mình đã nói ra. Tao không chấp nhận thôi kệ đúng không? Chấp đúng nhận thôi cạch mặt đúng không? Không có gì phải cạch mặt cả. Ủa vậy hả? Sao phải xấu tính thế? Em bạo lực quá hả? Không nói ra thì mình làm bạn. Ừ. Nếu mà nó đồng ý. Còn không đồng ý. Con đuôi đi thôi. Là cho nó vô sổ đen luôn. Đấy là cái thiệt thòi của nó. Đúng rồi. Coi như là ngày hôm nay em coi cái phim này em tức lắm luôn chị. Bao nhiêu tình huống khó xử xảy ra mà không may quá gặp chị An Nguy, chứ coi như là gỡ rối tơ lòng cho Khánh Honey luôn. Cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng không đồng nghĩa với việc là hôm nay chị có thể thoát khỏi em. Bởi vì khi một khách mời nào tới Hội Tám Có Gương đều phải chấp nhận những hình phạt này. À không, không hình phạt mà là thử thách. Challenge, thử thách. Dạ. Và thử thách dành cho chị đó chính là ăn bánh với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Xin mời. Tám phải có gương tiên. Dạ, và chúng ta bắt đầu nha. Đây là một túi bánh rất là dễ thương, có rất là nhiều bánh, nhưng chị chỉ cần làm khoảng 5 cảm xúc thôi. Buồn, vui, giận, quyến rũ, bực mình. Đó, bây giờ từng cái nè. Buồn đi buồn. Nhưng như kiểu ai ép ăn đó chị. Dạ, em ép ăn. Trời giống như vừa ăn mà vừa coi phim, hiểu không? Cái cảnh này nãy tức á, buồn á, ức nghẹn ngào. Tiếp theo là vui, vui, ăn này hào hứng, hiểu không? Những cảnh mà lãng mạn vui ăn, cũng rớt luôn, ăn vui buồn gì cũng rớt hết. Rồi. Cái này là giận đi, chị giận. Ba mẹ mới la, buồn, giận.
Rồi, đây là quyến rũ, quyến rũ. Gợi cảm sexy, sexy. Wow. Trong veo, cái nét trong veo. Ủa, gợi chứ chị. Em cảm rồi, em cảm rồi. Sắp sốt rồi, sắp sốt rồi. Chuẩn bị vô mua thuốc uống. Rồi, bây giờ miếng cuối làm coi như là phải bực mình chị. Ăn nhát bực mình. Bực mình sang trọng lên cho em. Dạ. Sao dễ thương quá. Trời ơi, chị làm cái gì cũng hay hết. Cái cuối này em hơi sợ thôi. Chị bực mình nếu không tự mình tự tạo ra cho chị cái sự bực mình. Mất công lát sợ chị bực luôn Khánh, luôn Nhi. Cảm nhận ngày hôm nay của chị như thế nào khi mà tới tham gia chương trình, được gặp em nữa? Wow, chị rất vui được đến với chương trình. Và đặc biệt là lần đầu tiên gặp em. Em cũng lần đầu tiên gặp chị, em rất thích chị luôn. Thiệt, hay coi mấy cái vlog của chị trên mạng đó. Em là một trong 3 triệu fan trên Facebook của chị đó. Không tin thì thôi. Ok, tin mà, thôi đừng dỗi. Em đâu có dỗi. Rồi bây giờ Khánh Uni cũng như là An Nguy xin kính chào và hẹn gặp lại.